đánh giá nền dân chủ không thể dựa vào một hội nghị. Những ngày qua, trên nhiều báo chí nước ngoài, diễn đàn mạng xã hội, các trang truyền thông của tổ chức phản động lưu vong người Việt liên tục có các bài viết nhắc đến hội nghị thượng đỉnh về dân chủ tổ chức tại Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh về dân chủ, theo sáng kiến của tổng thống Joe Biden, diễn ra trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tham gia hội nghị này có đại diện của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong hai ngày họp, hội nghị tập trung vào những thách thức và cơ hội các nền dân chủ đang phải đối mặt, cung cấp một diễn đàn để các nhà lãnh đạo công bố những cam kết, cải cách và sáng kiến nhằm bảo vệ dân chủ và nhân quyền ở trong nước và ngoài nước. Đáng chú ý, trước, trong và sau hội nghị diễn ra, báo chí quốc tế và nhiều diễn đàn bàn về danh sách mời. Với chỉ hơn 100 quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ được mời, bản danh sách còn thiếu nhiều quốc gia vùng lãnh thổ, bao gồm cả những nước lớn như Nga, Trung Quốc. Từ việc suy diễn Việt Nam không có tên trong danh sách mời, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong hào hứng mở cờ trong bụng. Còn đây là lý do để đẩy mạnh thực hiện các hoạt động công kích, chống phá Việt Nam. Đồng thời, nó cũng trở thành cái cớ để các đối tượng tấn công, quy chụp rằng Việt Nam không có dân chủ nhân quyền. Thực tế, hội nghị này do Mỹ đứng ra tổ chức, nên việc mời quốc gia nào, mời bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm, mục đích của tổ chức. Ngược lại, việc quốc gia được mời có tham gia hay không tham gia cũng không phải là tiêu chí để đánh giá nền dân chủ của một quốc gia. Theo trang tin Zipoc Time, mục đích của việc tổ chức hội nghị nhằm giúp cho chính quyền Mỹ đánh giá những tiến bộ về dân chủ các quốc gia hướng đến và đưa lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự, các khối tư nhân vào cùng làm việc. Hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ là kế hoạch hành động mới nhất mà chính quyền Tổng thống Biden đang thực hiện nhằm giải quyết vấn đề thách thức của thời đại chúng ta. Theo Tổng thống Biden, đây là sự cần thiết phải thể hiện rằng các nền dân chủ có thể thành công thông qua việc cải thiện đời sống của người dân nước mình bằng việc giải quyết những vấn đề lớn mà toàn thế giới rộng lớn đang phải đối mặt. So với các hội nghị khu vực, hội nghị toàn cầu khác như hội nghị thượng đỉnh G7, hội nghị thượng đỉnh G20, hội nghị cao cấp Á Âu thì hội nghị do một quốc gia đơn phương đứng ra tổ chức chưa thể hiện được vai trò và tác động đối với quốc tế. Trong khi đó, theo đánh giá của chuyên gia quốc tế, việc Mỹ lần đầu tiên đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh về dân chủ không phải là căn cứ hay thước đo gì về dân chủ các nước. Những hành động can thiệp vào công việc của các nước có chủ quyền, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, tạo bất ổn, gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược với danh nghĩa bảo vệ dân chủ, đã giúp cho Mỹ lật đổ chính quyền hoặc can thiệp vào một số quốc gia, nhưng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng với nhân dân tại các nước đó và ảnh hưởng tới cộng đồng quốc tế. Để rồi, khi những khẩu hiệu dân chủ rời đi, chỉ còn lại một đất nước hoang tàn, lạc loạn, bất ổn như Iraq, Afghanistan, Libya, với các tổ chức thù địch, phản động, thì coi cơ hội này như cái cớ để thúc đẩy chiêu bài dân chủ nhân quyền, tìm kiếm sự tài trợ, hậu thuẫn về vật chất lẫn tinh thần. Xét từ phương diện nào thì nhân quyền trong một xã hội vẫn luôn phải thể hiện qua thực tiễn cuộc sống. Nhân quyền không phải khái niệm trừu tượng, không phải là những khẩu hiệu chung chung mà có thể quan sát, khảo sát, đánh giá một cách toàn diện đến lĩnh vực hoạt động cụ thể của xã hội, con người. Đảng nhà nước Việt Nam luôn phấn đấu để về dân chủ nhân quyền ngày càng hoàn thiện, phát triển, cuộc sống mọi mặt của toàn dân ngày càng được nâng cao. Nhìn từ lịch sử cách mạng, phải khẳng định rằng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Đảng nhà nước Việt Nam vẫn luôn cố gắng chăm lo cho cuộc sống mọi mặt của người dân, bởi đó là bản chất, là mục tiêu nhất quán của một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó cũng là nỗ lực hiện thực hóa điều Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, chính sách của Đảng chính phủ phải hết sức chăm lo đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và chính phủ có lỗi, nếu dân rét là Đảng và chính phủ có lỗi, nếu dân rốt là Đảng và chính phủ có lỗi nếu dân ốm là đảng và chính phủ có lỗi. Đến nay, Việt Nam là một trong sáu quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn năm 2015, năm, được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Thế giới trao giải thưởng thành tích xuất sắc trong xoa so đói giảm nghèo. Những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, giữ vững các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân quyền. Là sự chứng thực đảng, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân, không chỉ thể hiện ở việc kiện toàn hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến quyền con người mà được thực hiện trên tất cả các mặt như tự do ngôn luận, báo chí thông tin, tự do tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm an sinh xã hội, xóa so đói giảm nghèo, giáo dục. Trên trường quốc tế, Việt Nam được tín nhiệm với tỷ lệ phiếu đồng thuận rất cao khi gia nhập Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại khu vực, uy tín của Việt Nam được thể hiện qua vai trò làm Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN 2020, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền AICSA. Trong cuộc họp đặc biệt lần này của AICSA, theo hình thức trực tuyến diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2020, các nước đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch AICSA vào năm 2020. Là đã dẫn dắt hoạt động của AICSA trong giai đoạn đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Không chỉ giúp duy trì đà hợp tác của AICSA, và ứng phó hiệu quả trước các tác động của đại dịch, mà còn thúc đẩy soạn thảo và thông qua một loạt các văn kiện quan trọng định hướng hợp tác trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Việt Nam không chỉ quan tâm thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân ASEAN, đặc biệt chú trọng đến nhóm yếu thế như thúc đẩy quyền của phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, gắn kết tình hữu nghị, thống nhất, tạo đồng thuận và hợp tác trong AICSA. Đặc biệt là nỗ lực đảm bảo quyền con người trong đại dịch COVID-19 được cộng đồng các quốc gia ASEAN đánh giá cao. Với những nỗ lực chung trong thúc đẩy bảo vệ quyền con người trong phạm vi quốc gia và khu vực, quốc tế, các nước thành viên ASEAN chính thức đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đại diện cho ASEAN làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ năm 2023-2025. Không phủ nhận rằng trong quá trình quản lý, phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam có những tồn tại khuyết điểm, trong đó có việc bảo đảm dân chủ của người dân. Tuy nhiên, cần nhận thức rõ về mặt nguyên tắc nền dân chủ của Việt Nam là một nền dân chủ có kỷ cương, có tổ chức, có hệ thống, trong xã hội Việt Nam bảo đảm quyền dân chủ nhưng phải đảm bảo đúng pháp luật và giữ vững sự ổn định xã hội. Bảo đảm dân chủ là quyền, vừa là mục tiêu hướng đến của chế độ. Vì vậy, mỗi người dân cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền dân chủ theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Quan hệ Việt Mỹ đã có nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục phát triển ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp để tìm hiểu, đối thoại về vấn đề dân chủ nhân quyền, thu hẹp những quan điểm khác biệt. Mới đây, đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ Việt Nam lần thứ 25 được tổ chức ngày 9 tháng 11 tại thủ đô Washington. Như vậy, dân chủ nhân quyền là từ ý chí, hành động và thực tiễn đời sống tại mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, thực tiễn đó được chứng minh bằng thành tựu cụ thể, bằng đời sống người dân được nâng lên cả mặt vật chất lẫn tinh thần và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, thể hiện rõ vị thế và uy tín tín nhiệm. Việc một hội nghị diễn ra ở nơi nào đó do quốc gia đó tổ chức như hội nghị thượng đỉnh về dân chủ nêu trên không phải là thước đo là cơ sở đánh giá nền dân chủ một quốc gia, vùng lãnh thổ. Nó đơn giản chỉ là một sự kiện, Việt Nam hay những quốc gia khác dù được mời hay không được mời tham dự là do ý chủ quan, do quan điểm, ý nghĩ của người tổ chức. Do vậy, không thể căn cứ vào những lý do như vậy để phủ nhận những thành tựu về dân chủ nhân quyền mà Việt Nam đã và đang đảm bảo cho người dân.